Rồi, đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê của cá từ mọi miền quốc. Hôm nay tục lên em một clip gồm 16 cần câu anh em, 16 cây cần câu này, 16 cần câu carbon. Đó, chất liệu carbon, hàng thì em xách từ Nhật về. Thì 16 cây này gồm có những cây 2 khúc và 3 khúc. Đó, carbon hai da, Kanjaki. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem nha. Rồi, cảm ơn anh em. Cái thứ nhất cho mọi tham khảo. Đó, cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây cần rút nha anh em, cần rút. Thì cây này cứng 80. Đó, cứng 80, dài 3m6. Hàng này hàng new. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon. Ngoại hình cái này nó rơi vào tầm khoảng 90-93% nha mọi người. Đó. Fan bass là fan bass Fuji hết luôn. Anh em, fan Fuji. Đó. Bass là bass Fuji. Đó. Thì cái này ngoại hình nó rất là ok nha mọi người, chất liệu carbon sáng chìm. Đó. Rất là đẹp nha, độ xước xác nó rất là ít luôn. Thôi cho mọi người xem. Đây nè. Hàng này hàng nguyên zin nha anh em, không độ chế gì hết. Bu là bu Fuji luôn, bu nguyên zin. Đó. Thì cái này nặng là 420g, đọt là 2 ly 2, giá công khai là 1,2 triệu nha mọi người. Đó, giá công khai 1,2 triệu. Thì cái này hàng chia anh em 85C, đánh cha đánh chép rất là ok nha mọi người. Đó, cô biển cũng rất là ok luôn. Đó, dài 3m6, cứng 80. Rồi, cái thứ nhất giá 1,2 triệu nha. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 em lên cho mọi người là một cây hàng của Korea. Thì cây này dài 1m95. Đó, tích cổ pencil. Thì cây này sở hữu dòng fan về dòng fan Fuji nha mọi người, fan Fuji. Đó, fan Fuji trắng. Bộ Fuji luôn, hàng nguyên zin nha. Đó. Thì cây này độ mới ra tầm khoảng 90% thôi nha mọi người. Đây, vẫn có xước xác li ti. Đó, cái này xước xác do quá trình vận chuyển nha. Đó. Bass là bass Fuji, fan là fan Fuji, cán là cán mút, chất liệu là chất liệu carbon. Anh em thấy tem xuất Nhật đầy đủ nha anh em. Đó, hàng Korea xuất Nhật đây. Đó. Thì cây này chia anh em đánh trên ghe, trên bè, trên thuyền nha anh em. Đó, đánh ghe bè thuyền. Thì cây này dài 1m95, nặng là 220g, đọt là 1 ly 6. Đó, cứng gờ tầm khoảng 50 nha mọi người, cứng gờ tầm khoảng 50. Giá công khai là 80k nha mọi người. Đó, giá công khai là 800k nha. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người là một cây hàng của Alpha Taco, sử dụng dàn fan là dàn fan Fuji nòng súng gì đó. Đó. Dàn fan cực kỳ đẹp nha mọi người. Đây, nó xuất sắc đây. Đó. Cái này chút nó chóc lớp sơn bóng nha mọi người. Đây, Fuji nha anh em, Fuji nòng súng. Dàn fan xịn sò luôn. Bu là bu Fuji chống sắn. Đó. Mấy cây này anh em câu câu cá đổng, cá hành, cá cháp cũng rất là ok nha anh em. Đó. Bu là bu Fuji nè, fan là fan Fuji, bass là bass Fuji. Đó, bass Fuji tem vàng luôn. Cây này thì của hàng của Alpha Taco. Đó, Alpha Taco dài 2m1, cứng 30. Cây này của China xuất Nhật nha mọi người. Đó, China xuất Nhật. Đó. Hàng còn rất là ok nha mọi người. Đó. Cứng 30, dài 2m1. Đánh là bao cảm giác luôn á. Anh em ở miền Tây đánh cá mè, cá cha, câu tôm rất là ok luôn á. Dạng fan là fan Fuji nòng súng nha, rất là đẹp nha mọi người. Cán là cam mút, cán 3 khúc, cán đề cao. Bát là bát Fuji, fan là fan Fuji. Ngoại hình đây nè, có xuất sắc đi ti nha. Đó. Cái này ngoại hình nó ra tầm khoảng 85-90% nha. Đó, anh em, nó xuất sắc nha. Đó, xuất sắc còn ít thôi. Đó. Tem sức đầy đủ. Rồi, cây này giá công khai là 1 triệu nha mọi người. Đó, cây này nặng là 230g, đọt là 21, giá công khai là 1 triệu. Gáp lại nhìn cực kỳ ngầu luôn mọi người. Đây nè. Đó, fan là fan Fuji nòng súng. Độ cong nó khỏi bàn. Đánh cực kỳ cảm giác luôn. Nè, Fuji. Buộc trong sáng. Rồi, giá công khai là 1 triệu nha mọi người, cây số 3 giá 1 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 4.
Cây số 4 là một cây hàng của Taiwa. Hàng này hàng một hàng Kenjaki, hàng này là hàng đánh bạo lực nha mọi người. Thì cái này là một cây Kenjaki đời đầu. Đó. Thì carbon là carbon sắn hai da nhưng mà lại nào, sắn nổi luôn. Đó. Này thấy. Bu là bu bu cầu, bu biển, bu dầu quang, bu si chống sắn, lộn, phu si. Đó, bu là bu phu si chống sắn luôn. Đó. Phen cầu, phen biển, phen phu si luôn nha mọi người. Đó, còn rất là mới nha. Cây này độ mới ra tầm khoảng 90-95% nha mọi người. Cây này một cây hàng nội địa. Chạm khắc lụm chân. Phen cũng ok nha mọi người. Đó. Gốc ok luôn, giữ được cái màu sân zin luôn. Bát tầm bát Fuji Japan. Cây này nội địa rồi. Đó. Đây qua. Hàng đây qua này thì cứng 80, dài 2m4, hàng chuẩn cho nên đánh bạo lực nha. Đó, đánh bạo lực, câu chẻm. Đó, câu cha cũng rất là ok. Đó. Phen này thì anh em về đánh vô tư nha anh em. Đó, đánh biển vô tư luôn. Đó. Thì cây này cứng 80, dài 2m4, nặng là 420g, đọt là 3.3 ly. Giá công khai là 1.5 triệu nha mọi người. Đó, cây số 4 giá công khai là 1.5 triệu. Hàng đánh bạo lực là ok luôn á, bao bạo lực luôn. Ngoại hình cây này rất là ok mọi người. Đó. Mới mẻ sạch sẽ luôn. Đó, bán hàng chịu khó soi cho anh em xem. Cần thì báo em chụp hình cận cảnh cho anh em nha. Đó. Rồi, cây số 4. Giá công khai là 1.5 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 em lên cho mọi người là một dòng, vẫn là một dòng Daiwa Kenjaki, dòng Daiwa Sunnit Thaya. Thì cây này thì chia cho anh em đánh đáy rồi. Đó. Hàng này còn rất là cứng luôn mọi người. Cây này Kenjaki cứng 200 và 2m4. Đó, hàng chuẩn cho anh em đánh đáy luôn. Đó, đánh máy điện nè, đánh săn hàng. Kenjaki kêu qua carbon nha mọi người, sáng ít toàn thân. Bát là bát Fuji. Bát là bát Fuji cho bên này. Đó, phen là phen Fuji, phen cầu, phen biển, phen dạ quang luôn. Đó. Cái này về đánh là vô tư rồi, đánh biển rồi. Đó. Anh em câu ở miền Tây thì lấy cái này đánh dầu đếm. Cá mà tầm 5kg thì nắm đầu dở lên. Nó xước xác chốc sơn này nè. Đó. Thì cây này cứng 200 dài 2m4. Góc anh em, góc nó bị xước nha. Đó. Cứng 200 dài 2m4, nặng là 480g, đọt là 4.4 ly. Giá công khai là 2 triệu nha mọi người. Đó. Cây số 5 giá 2 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 7 nha mọi người. Cây số 7 em lên cho mọi người là một cây hàng của Alpha Taco. Hàng này hàng bao qua công, phen là phen lá, dạng phen lá mà phen lá biển anh em. Đây anh em mới thấy bu là bộ Fuji chống sắn nè. Đó anh em, dạng phen lá rồi phen lá biển, nó làm hai chân luôn cho nó chắc phen. Đó, cây này dạng đánh bao lực rồi. Đây, phen đề ba phen lá nè, cực kỳ bự luôn á. Fuji nha mọi người. Đó, lõi xít luôn. Dạng này đánh là cực kỳ phê luôn á. Hàng này anh Pataco, hàng của Rue xuất Nhật nha mọi người. Cây này cứng 120 và 2m4. Đó, cứng 120 và 2m4, chuẩn đánh bạo lực luôn. Đó. Chuẩn đánh bạo lực ghe tàu luôn. Đó, chỉ keo ok hết, cán ok hết nha. Cán 3 khúc đời cao, chất liệu carbon. Đây nè, nhìn bộ phen đó đây, đó, cực kỳ ngầu luôn. Đó. Phen lá mà hai chân, thường là phen lá nó có một chân à, giờ hai chân luôn. Chuẩn bạo lực luôn rồi. Bô Fuji chống sắn nha mọi người. Đó. Fuji chống sắn. Lõi xít bóng lửng. Thì cái này là bát Fuji luôn. Bát Fuji. Cái này nặng là 310g. Đọt là 2.7 ly. Giá công khai là 1.6 triệu nha anh em. Hàng chuẩn đánh biển nha anh em. Đánh biển, đánh cha. Đánh trên bè thì nha anh em. Đó. Đó. Hàng nhật cực kỳ gọn ngầu luôn. Ngoại hình cái này theo đánh giá do tầm khoảng 90-93% nha mọi người. Độ xuất sắc nó như là ít lắm. Rồi, giá công khai cây số 5, giá công khai là 1.6 triệu nha mọi người. Đó. Là mọi người cây số 7 nha mọi người. Cây số 7 vẫn là một cây cần của Powercon.
Cây này vẫn là hàng của Alpha Toco em ơi, Alpha Toco. Đó, cây này cứng 200 và 27. Thì cây này hàng chuẩn bạo lực rồi. Đó. À, bu là bu Fuji chống sắn, phen là phen lá, phen 3 chân nha, 2 chân nha. Đấy. Cái này dính keo nha mọi người, dính keo. Thì chỗ này nó bị chốc một lớp sân bóng nha anh em. À, cái này là chốc sân bóng thôi, không ảnh hưởng gì cho mọi người. Phen lá, phen ba chân, hai chân. Đó. Phen này làm chắc cây cần hơn đó. À, nhìn cái cần cực kỳ ngầu nha anh em. Dạng này đánh là rất là cảm giác luôn, nhưng mà nó cứng quá cứng. Chuyên cho anh em săn hàng rồi. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon, dạng như hai da anh em. Đó. Hai lớp luôn. Em thấy. À, phen là phen Fuji. Bát là bát Fuji. Đó. Thì cái này hàng của Korea sản xuất cho mọi người. Đó, hàng Alpha Taco Korea sản xuất. Cứng 200 và 27. À, nặng là 395 g, đọt là 3 ly 2. Giá công khai là 1.7 triệu nha mọi người. Giá công khai là 1.7 triệu, cái số 7. Đó, hàng này anh em về câu câu đáy nè, câu săn hàng, đánh tra dịch vụ cũng rất là ok nha. Hàng đánh tra dịch vụ cũng rất là ok luôn á. Ngoại hình ok, có chốc lớp sân bóng nha mọi người. Đó, hàng nào sao thì em nói quậy thôi. Đó, phen thì ok hết. Dạng phen lá này đánh vô tư luôn á. Đánh cực kỳ cảm giác luôn á. Rồi, giá công khai cây số 7 là 1.7 triệu nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 em lên cho mọi người là một cây cần nội địa. Cây này cây làm nghệ nhân anh em. Anh em, góc này là góc trúc nha. Đó, góc này góc trúc. Phần trên đây là chất lượng carbon nha. Đó. Đây nè, hàng carbon. Góc này góc bằng trúc luôn anh em có thấy nè, đó. Góc bằng trúc luôn nha. Đó, được quấn chỉ đi keo cực kỳ đẹp luôn mọi người. Hàng này giống như là hàng chưa qua sử dụng luôn á, còn cực kỳ mới luôn. Đó. Phen là phen gold. Đó. Hàng này giống như là dạng hàng lướt của anh em. Đó, phen gold. Bugon luôn nha anh em. Đó, Fuji nha. Anh em. Đó, hàng Fuji nha. Đá là đá xám. Ngoại hình còn cực kỳ đẹp nha anh em. Mấy cây nghệ nhân này thì soi kỹ cho anh em tí. Chất liệu là chất liệu carbon. Đây, chữ tùm lum chân em cũng không hiểu luôn. Đó, tem sức đầy đủ. Và đây cũng vậy. Góc này góc trúc nha. Khúc này khúc trúc, bát là bát gold, Fuji tam hoàng. Đó. Thì cây này dài 2m7 nha mọi người. Cây này dài 2m7. À, chuẩn 2m7 luôn. Cây này dài 2m7. Nặng là 250 g, đọt là 2 ly 5. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 30-50 nha mọi người. Đó, 30-50, dạng đánh cảm giác đó. Đó, men Nhật là cho toàn đánh cảm giác thôi. Đó, hàng còn cực kỳ đẹp nha anh em cần thì báo em chụp hình cận cảnh cái này cho anh em xem. Đó. Rồi, giá công khai cây số 8, giá công khai là 1.2 triệu nha mọi người. Đó, cây số 8 giá công khai là 1.2 triệu. Hàng phan gòn luôn nha anh em, nội địa cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo sẽ là cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người là một cây cần của Daiwa. Hàng này Daiwa Holylock. Đó. Thì dòng này là dòng carbon sẵn hai da rồi, anh em có thể thấy. Đó. Sẵn ít sẵn hai da. Cây này độ cứng 50, dài 3m3. Hàng này thì anh em chỉnh về cho anh em đi đánh lăn xe anh em, đánh lăn xe câu chép. Đó. Phen là phen Fuji, bát là bát Fuji. Ba khúc. Thì cây này được sản xuất tại Taiwan nha mọi người. Đó, made in Taiwan. Hàng carbon hai da. Dạng này thì anh em về đánh lăn xe vô tư, đánh lăn xe câu cá cha. Đó. Bát là bát Fuji. À, bát Fuji tem hoàng luôn. Hàng này thì nó xuất riêng cho thị trường nội địa Nhật thôi nha mọi người. Đó. Ngoại hình ok. Tem sức đầy đủ nha. Đó. Thì cây này nặng là 355 g, đọt là 2 ly. Giá công khai là 1.1 triệu nha mọi người. Giá công khai 1.1 triệu. Cây số 9 giá công khai 1.1 triệu, hàng carbon hai da, cứng 50 và 3m3.
Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 em lên cho mọi người là một cây cần của Ryobi. Đó, cây Ryobi. Thì cây này hàng carbon sẵn 2 da mọi người anh em thấy nè. Đó. Rồi anh em nào, sẵn 2 da nha. Fan là fan Fuji, bát là bát Fuji. Đó. Sẵn mà gờ tay vô cộm nữa mọi người. Đó. Anh em. Điện thoại lấy nét thì khó. Đây, đó. Rất là sẵn nha mọi người. À, tất cả các fan đều ok nha anh em. Bát tầm bát Fuji tam hoàng nè, hàng này Ryobi nội địa. Thì độ cứng cái này nó gờ tầm khoảng 50 80 nha mọi người. À, hàng chỉnh anh em đánh lăn xe. Cây này dài 3m3. Thì cái này thì anh em về đánh cá tra, lăn xe, câu chép rất là ok nha, câu chơi. Fan là fan Fuji đá xám. Tất cả các fan đều ok hết nha mọi người. Đây, có cái fan này nó bị móp một tí đây, đó. Anh em mới thấy trong quá trình vận chuyển nó bị móp nữa đó. Thì cần sao thì em nói vậy thôi, hàng Ryobi. Thì cây này nặng là 550g, gốc là gốc đối trọng nha anh em, gốc này gốc inox đối trọng. À, đọt là 2.4 ly, cứng 80, dài 3m3. Giá công khai cây này 800k nha mọi người. Đó. Cây số 10, giá công khai là 800k. Đó. Hàng ok nha mọi người, chất liệu carbon 2 da. Đây anh em mới thấy nó sẵn đây. Đó. Carbon nó to, nó đang hình chéo quá. Theo cái cây số 11 nha mọi người. Cây số 11 em lên cho mọi người là một cây cần của Shimano. Đó. Cây này cứng là cứng 50, dài 3m3 nha mọi người. Cứng 50, dài 3m3. Hàng Simit thi gì đó. Đó. Thì cây này full hợp nha mọi người, full hợp. Ngoại hình cây này mới ra tầm khoảng 95% nha. Ngoại hình mới ra tầm khoảng 95%. Thì cây này dài 3m3, 3 khúc, thu gọn là 116cm, nặng là 250g, đọt là 2 ly 2, góc là 16.4. Độ cứng nó trải dài từ 30 đến 100 nha mọi người. Đó. Thì cây này về anh em chuẩn đánh tra luôn. Hàng chuẩn đánh tra, đánh lăn xe cho anh em luôn. Độ mới ra tầm khoảng 95% nha anh em. Chất liệu là carbon. Đó, sẵn dạng 2 da nha anh em. Đó, 2 da. Anh em thấy nè, nó đang ít nhau nè. Đó. Thì cái này hàng của Shimano, China xuất Nhật nha mọi người. Đó. Thì mã code đầy đủ, mã code sức đầy đủ nha anh em. Đó, hàng Shimano. Fan là fan Fuji, bát là bát Fuji. Đó, bát Fuji Shimano luôn. Anh em, Fuji nha. Ngoại hình còn cực kỳ mới cái ưng luôn nha anh em mọi người. À, cực kỳ mới luôn. Đó. Bù là bù sống trắng nha nè, bù trống sẵn xít luôn. Đó, bù trống sẵn xít nha mọi người. Đó. Thì hàng này anh em về đánh lăn xe, đánh trôi, đánh chép, câu cha, câu chê. Đó. Dạng này dạng đánh cảm giác nha mọi người. Đó, đánh cảm giác, đánh nhiều cá. Hàng đẹp nha mọi người. Đó, hàng còn rất là đẹp luôn. Rồi. Giá công khai cái này là giá 1.2 triệu nha mọi người. Đó, cây số 10. Ở cây số 11 giá là 1.2 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 12. Cây số 12 là một cây cần hàng lướt của mọi người. Cây số 12 là một cây cần giả trúc. Hàng này hàng của Suzumi nha mọi người. Hàng còn rất là đẹp luôn. Đây chất lượng carbon. Đó. Giả trúc nha anh em. Hàng bao đẹp luôn nha anh em. Suzumi. Cái này hai đọt nha mọi người, dài hết 72 đọt. Cực kỳ đẹp luôn, hàng này là hàng lướt cho qua sử dụng nha. Đó, fan ok nè, nó soi kỹ cho anh em xem luôn. Fan Fuji, bát là bát Fuji. Đó, fan Fuji, bát Fuji. Suzumi, hàng thương hiệu của Korea xuất Nhật cho mọi người. Đó. Bao đẹp luôn.
đó, tem sức đầy đủ đây đó. Super carbon, siêu carbon nha anh em đó. Thì cây này 2 đọt anh em. Thì cái này nặng là 300g, đọt là 2 ly 3. Thì có 2 đọt, 1 đọt độ cứng từ 50-80, 1 đọt từ 80-120 nha mọi người. Đó, 50-80, 1 đọt 80-120. Thì đọt này là đọt 50 anh em, đọt này 80. Đó, thì giá công khai cây số 12, giá công khai là 1.6 triệu nha mọi người. Giá công khai là 1.6 triệu, hàng ok đẹp luôn á. Tiếp theo sẽ là cây số 13. Cây số 13 em lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Taco. Đó, hàng carbon sẵn 2 da. Sẵn là như con gắn luôn. Đây 2 đọt nha mọi người. Đó, carbon sẵn 2 da. Sẵn là không còn gì phải bàn. Đọt là đọt tháp nha mọi người, đọt tháp. Đọt tháp, đọt sợi thi tinh, dạng đánh anh em đánh cảm giác cái đọt. Đó, rất là nhạy cá luôn nha, đọt này anh em bao nhện cá luôn. Đó, carbon sẵn 2 da. Fan bass là fan bass Fuji, bass là bass Fuji luôn. Đó, fan là fan Fuji, bass là bass Fuji. Hàng này Alpha Taco. Đó, cái này nội địa nha mọi người. Đây. Hàng Alpha Taco, hàng của Korea xuất Nhật nha. Đó. Đó, hàng Korea xuất Nhật. Thì cái này có 2 đọt nha mọi người, đọt cứng 50-80 và một đọt cứng 80-120 nha. Đó, đọt 50-80 và một đọt 80-120. Nặng cái này nặng là 290g. Giá công khai là 1.6 triệu nha mọi người. Giá công khai 1.6 triệu. Hàng bao chuẩn, bao đẹp nha anh em, bao lỗi lầm luôn. Cho anh em kiểm tra hàng chứa thanh toán luôn. Đó. Rồi, tiếp theo là cây số 14. Cây số 14 là một cây cần của Shimano, hàng full hợp nha anh em. Thì cây này dài H7, độ cứng là độ cứng ra tầm khoảng 100-150 nha anh em. Đó. Từ 100-150 dài H7. Anh em, thông số, cây này dài H7 2 khúc, thu gọn là 140cm, nặng là 230g. Đọt là 1 ly 8, gốc là 22. Đó. Giá công khai nó bán tại Nhật ra tầm khoảng 23.000 yên, là ra tầm khoảng 5 triệu gửi nha anh em, 5 triệu gửi. Tầm khoảng 5 triệu, 5 triệu gửi. Thì cái này full hợp, có bao luôn, sách hướng dẫn luôn. Nghe nè. Hàng thì hàng carbon sẵn 2 da nha. Đó. Shimano. Bass là bass Fuji đời cao luôn mọi người, bass Fuji đời cao. Carbon sẵn 2 da. Đó, bát Fuji được cao carbon sẵn 2 da. Dài 2m7. À, hàng cực kỳ ok anh em. Đọt nó là đọt thấp, dạng đánh cảm giác cứng đều vô trong nha. Đó. Dạng anh em về đánh bạo lực, đánh cha, đánh chép, câu lăng xe rất là ok nha. Ngoại hình ok luôn nè. Đây, nó xước sát cái này tí. Chóc một lớp sân bóng nha anh em. Đó, bên đây thì ok, đẹp đẽ nè. Đây xước sát tí, chóc lớp sân bóng. Rồi, giá công khai cây số 14. Giá công khai là 1.6 triệu nha mọi người. Đó, 1.6 triệu cộng ship. Tiếp theo sẽ là cây số 15. Cây số 15 em lên cho mọi người là một cây cần đánh bạo lực, hàng của Alpha Taco. Hàng super công. Đó. Thì cây này hàng Alpha Taco, hàng Korea xuất Nhật cho mọi người. Cây này cứng 120, dài 2m7. Sở hữu dàn khoan là dàn khoan cầu, khoan biển. Đó. Cây này dạng dùng lướt anh em, nó khoan nó chưa bị muối ăn luôn, chưa ảnh hưởng gì hết. Bu là bu Fuji chống sắn, bu biển. Khoan là khoan cầu, khoan biển. Đó. Em đóng chữ Fuji trong đây nè, đó. Càng bao đẹp nha anh em, bao đẹp luôn á. Fan cũng rất là ok luôn. Đó, hàng lướt chưa qua sử dụng. Chỉ dùng nhẹ qua thôi. Đó. Cái này nó thiệt thì nó thiếu cái hộp thôi nha anh em. Đó. Tem đây.
hàng cực kỳ đẹp nha anh em. Đó. Cái này một cứng 120 gà hết 7 chuẩn anh em, câu tra câu chép đánh tra dịch vụ cũng rất là ok anh em. Đó, độ mới rất là cao. Đó, đánh tra dịch vụ. Đánh lăn xe là dạng săn hàng rồi. Đó, cái này đánh lăn xe là dạng săn hàng. Thì cái này nặng là 350g, đọt là 2.8L, giá công khai là 1.7 triệu nha anh em. Đó. Cây số 15 giá công khai là 1.7 triệu, hàng cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, phen nè, khỏi bàn. Thì anh em cần báo em chụp hình tận cảnh cho anh em xem nha. Rồi, tiếp theo sẽ là cây cuối cùng. Một cây hàng rất là thương hiệu của anh em, rất là săn đón, hàng dạng hàng sưu tầm luôn. Thì cây này là một cây Kenjaki, cứng 80 và hết 7. Độ mới cái này nó ra tầm khoảng 90% nha anh em, 90%, 95%. Bu là bu chống sắn dạ quang. Đó, Fuji. Foil là foil 2 carbon X sắn 2 da. Đó. Phen là dạng phen cầu phen biển nha anh em. Đó, phen Fuji dạ quang. Ngoại hình còn cực kỳ ok anh em, ưng con mắt luôn á, mát cái lòng luôn á. Bát là bát Fuji Japan. Anh em chỗ này bị xước mất cái tem một tí nha. Đó, thật thì cũng không ảnh hưởng gì đâu, nó cần thì bao ok luôn. Phôi thì ok, bao dày anh em, chóc lớp sơn nha. Đó, cần sao thì em bán, cần thì em soi kỹ cho anh em xem chứ không có quơ quơ nhẹ nhẹ. Đó. Cái này cứng 80 và 27, hàng chuẩn anh em, đánh tra dịch vụ luôn, đánh chép đánh đá lần xe. Thì cây này nặng là 400g, đọt là 3.4L. Đó, giá công khai là 2.5 triệu nha mọi người. Giá công khai là 2.5 triệu. Đó, tổng cộng 16 cái cần ở đây cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào thì chốt đem, số điện thoại em tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.